hướng phố Đắm, thị trấn Kiên Hàng, huyện Bá Thước. Chúng ta đang long trọng tổ chức hôn lễ dành cho chú rể Văn Phúc là con trai của ông Hà Văn Tiền và bà Trương Thị Phương ở tại hướng phố Đắm thân yêu, và kết duyên cùng cô dâu Ngân Thủy Linh, con gái của ông Ngân Văn Quán và bà Lò Thị Đảm đến từ hướng Lũng Liêm thân yêu. Và rất tôn tự quý vị, mối lưu duyên này, hạnh phúc này bắt đầu từ đây. Với tình cảm của tất cả của bà, tất cả của các anh chị đã và đang trở về đây để vinh chúc cho mọi người chồng đạt một ngày phúc cho đôi bạn trẻ. Còn chúng ta vẫn thường nói rằng chim khôn thì đầu nóc nhà quan, trai khôn rừng bờ, gái ngoan gà chồng, và hôm nay là lễ tơ hồng chúc cho dâu rể thắm nồng trăm năm. Và thưa tuân tử quý vị và các bạn thân mến, với sự hiện diện sự có mặt của quan viên gia đình nhà trai, quan viên gia đình nhà gái, bạn bè của cô dâu chú rể và bạn bè của các đồng nghiệp cũng đã và đang trở về đây để chúc hạnh phúc cho đôi bạn trẻ. Giờ phút này đây, cô dâu chú rể rất muốn đến từng bàn, từng chỗ để gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả quý vị đã có chút thời gian vàng ngọc để trở về đây để chúc mừng cho cô dâu chú rể trong một ngày trọng đại và thật nhiều ý nghĩa. Và tuy nhiên khuôn giảng của gia đình chúng tôi hơi chật hẹp một chút, đường đi lối lại của cô dâu chú rể có phần khó khăn. Bởi vậy quý vị thông cảm cho cô dâu chú rể cũng như cho ban tổ chức hôm nay được phép đứng tại sân khấu này gửi đến tất cả quý vị một cái cúi đầu yêu thương để thay cho lời cảm ơn, lời cảm tạ của gia đình nhà trai, lời cảm ơn, lời cảm tạ của ban tổ chức và lời cảm ơn, lời ghi lòng tạc dạ của cô dâu chú rể đến tình cảm của tất cả quý vị. Và xin quý vị một tràng hoan tay thật lớn nữa để chúng ta khai mạc chương trình đại lễ đón ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, thưa quý vị và toàn thể các bạn thân mến, tại tôi đây, đôi bạn trẻ, đôi đương đôi hạnh phúc nhất của ngày hôm nay đó là chú rể Văn Phúc và cô dâu Thủy Linh. Hôm nay đây đúng ngày 26 tháng 9 năm 2023, một ngày đẹp nhất, một ngày trọng đại nhất được gia đình nhà trai, gia đình nhà gái lựa chọn để một ngày trọng đại để xây dựng hạnh phúc trăm năm cho chú rể Văn Phúc của cô dâu Thủy Linh. Và thưa toàn thể quý vị và toàn thể các bạn thân mến, cách cổ xưa vẫn thường dặn dò chúng ta rằng con người ta thì phải có tổ có tông, như cây có cội như sông có nguồn, cây có cội thì mới được cành xanh lá, sông có nguồn mới bể đặng sông sâu, và lên non thì mới biết non cao, nuôi con không ai kể công lao tháng ngày. Và hôm nay hạnh phúc vun đầy bên gia đình nhà trai, gia đình nhà gái cũng như tình cảm yêu thương trao cho con. Và thưa tuân thủ quý vị và toàn thể các bạn thân mến, trước khi bước vào các nghi lễ trang trọng, tôi xin được trân trọng mời bác trưởng đoàn bên gia đình nhà gái, bác trưởng đoàn bên gia đình nhà trai sẽ cùng khởi thân đứng dậy và trở về trung tâm giặc cưới đứng cạnh cô dâu chú rể để chúng ta có những lời nhắn gửi, những lời trao yêu thương ngày hôm nay đến đôi bạn trẻ cũng như đến tất cả quý vị hôm nay. Xin được kính mời hai vị trưởng đoàn, hai gia đình ạ. Xin được kính mời. Vâng, xin được kính mời bác trưởng đoàn bên gia đình nhà gái ạ. Và xin được kính mời bác trưởng đoàn bên gia đình nhà trai, chúng ta sẽ cùng khởi thân đứng dậy và trở về sân khấu ngày hôm nay để chúng có những lời yêu thương, lời dặn dò đến cô dâu chú rể trong một ngày trọng đại. Xin được kính mời hai bác trưởng đoàn của hai gia đình ạ. Vâng, xin mời bác trưởng đoàn bên gia đình nhà gái nữa. Vâng, xin mời bác sẽ đứng bên cạnh cô dâu đấy. Đây là bên cạnh cô dâu đấy. Vâng. Vâng, bác đứng lên đi. Kính thưa với toàn thể quý vị và toàn thể các bạn thân mến, đang đứng cạnh cô dâu chú rể là hai vị đại diện được sự tin tưởng, sự tín nhiệm, sự uy tín của gia đình nhà trai. Gia đình nhà gái đã gửi một chồng sách lớn lao nhất để đại diện cho hai gia đình. Đây là một cầu nối để cho hai gia đình thông gia sẽ gắn bó với nhau hơn, sẽ cùng nhau vun vén và xây dựng cho hạnh phúc trọn vẹn đầy đủ hơn nữa đối với chú rể Văn Phúc và cô dâu Thủy Linh. Đứng cạnh tôi đây đó là bác trưởng đoàn bên gia đình nhà trai, và bên phía cạnh cô dâu đó là bác trưởng đoàn gia đình nhà gái. Chắc hẳn rồi hai bác trở về đây cũng có những lời chia sẻ, lời tâm tư tình cảm. Và tuy nhiên thì theo thống nhất của bác trưởng đoàn gia đình nhà trai, cho phép tôi những làm chương trình đại diện bên gia đình sẽ được thay lời cho hai bác, được gửi trao đến cô dâu ở chú rể những lời dặn dò yêu thương và gửi đến tất cả quý vị những lời chúc đồng đàn nhất. Vâng, chắc hẳn rồi trong một ngày trọng đại và thật ý nghĩa, hôm nay chỉ mới là ngày bắt đầu mà thôi, đôi bạn trẻ sẽ cùng nhau sẽ vượt qua những chia ngọt sẻ bùi và những khó khăn trong cuộc sống để xây dựng một tương lai, để làm sao cho những dâu hiền nên dễ thảo cho nhà được mừng vui chung, cho bốn họ được quý chung cô dâu chú rể. Và để một ngày hôm nay thôi, để một ngày tròn vẹn nữa, một ngày đầy đủ nữa, cùng giờ này tháng năm sau sẽ có con bầu cho bé để cho gia đình nhà trai, gia đình nhà gái chúng ta có một điều hạnh phúc lớn lao dành cho hai bên bốn họ. Và thưa tuân thủ quý vị, một lần nữa chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn nhất để chúng ta chúc mừng tình thông gia của hai nhà ngày hôm nay đi ạ. Vâng, xin cảm ơn hai bác rất là nhiều. Xin mời hai bác trở về vị trí của mình. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn hai bác, các trưởng đoàn và gia đình nhà trai, gia đình nhà gái rất là nhiều. Thì chúc hai bác được nhiều sức khỏe và luôn yêu thương đến con trẻ của mình. Xin cảm ơn hai bác.
Vâng, kính thưa với toàn thể quý vị và toàn thể các bạn là thân mến. Vậy là chúng ta đã được sự cho phép của gia đình nhà trai, gia đình nhà gái, và đặc biệt nhất trước đó chúng ta đã được thực hiện hai nghi lễ rất trang trọng. Đó là nghi lễ báo tổ tiên bên gia đình nhà gái, báo tổ tiên bên gia đình nhà trai, để hôm nay cô dâu chú rể đã được dắt tay nhau để trở về đây ra mắt tất cả bà con hàng xóm láng giềng quê hương bên gia đình nhà trai, gia đình nhà gái với sự yêu thương, sự hạnh phúc này. Và thưa tuần thì quý vị, chúng ta sẽ đến với một nghi lễ trang trọng, một nghi lễ thật ý nghĩa và đầy hạnh phúc và đầy mong chờ của chú rể và cô dâu. Vâng, thưa toàn thể quý vị và các bạn thân mến, người ta vẫn thường dặn dò rằng yêu nhau không quản ngại đường xa, yêu nhau là để cho mẹ cha vừa lòng, và đôi tay đưa lại ôm eo cô dâu, đừng để như thế. Vâng, và đôi ta thì như lúa đồng đồng rồi, đẹp duyên vâng cha mẹ cũng đẹp lòng mẹ cha. Và tình cảm hôm nay thì đôi bạn trẻ đã trở về đây chắc hẳn rồi, chú rể Văn Phúc cũng đã chuẩn bị những tình cảm yêu thương, những tình cảm hạnh phúc, đó là chiếc nhẫn cưới của mình sẽ được gửi trao đến cô dâu trong ngày hôm nay. Và xin mời chú rể Văn Phúc sẽ lấy món quà tình yêu của mình ra để sẽ gửi trao đến cô dâu yêu thương của mình. Xin được kính mời chú rể. Và xin mời hai bạn chúng ta quay mặt lại với nhau tình tứ một chút. Có vẻ như hai bạn hơi nghiêm túc một chút rồi phải đúng không ạ? Hôm nay cho các bạn cứ lãng mạn vào một tí. Vâng. Vâng, kính thưa với toàn thể quý vị và toàn thể các bạn là thân mến, chiếc nhẫn cưới đã tượng trưng cho một tình yêu vĩnh cửu, với một vòng tròn không có điểm đầu và cũng không có điểm kết thúc, thì hẳn rằng chiếc tình yêu này sẽ bền chặt mãi mãi. Và thưa toàn thể quý vị, tình yêu đó sẽ nằm trong vòng tròn tình yêu này để cho chú rể sẽ gửi trao vào sự yêu thương cô dâu ạ. Xin mời cô dâu hãy xòe năm ngón tay của mình ra để chú rể gửi vào đó sự yêu thương, sự che chở và sự nâng niu hạnh phúc này. Xin chúc mừng cô dâu. Vâng, mà chắc hẳn rồi, với tình yêu chân thành, tình yêu lớn lao của chú rể dành cho cô dâu, thì cô dâu cũng đáp lại sự yêu thương, sự hạnh phúc. Và xin mời cô dâu sẽ lấy món quà tình yêu của mình ra để gửi trao đến chú rể. Và món quà tình yêu này, đó là sự nâng niu tựa vào bờ vai của chú rể, sẽ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống, và cùng chia ngọt sẻ bùi để xây dựng một hạnh phúc lớn lao, một gia đình nhỏ nhưng hạnh phúc sẽ rất to to cho cả đời, đúng không ạ? Và xin quý vị một tràng tay lớn thơ lớn nữa để chúng ta chúc mừng ạ. Vâng, rất tuyệt vời với một khoảnh khắc yêu thương này tại gia đình chúng tôi ngày hôm nay. Và kính thưa với toàn thể quý vị và toàn thể các bạn là thân mến, và chắc hẳn rồi với các nghi lễ trang trọng bên gia đình chúng tôi sẽ còn nhiều và rất nhiều hơn nữa. Và ngay giây phút này đây, chúng ta sẽ đến với các nghi lễ trang trọng tiếp theo, đó là giây phút cô dâu chú rể sẽ cùng nhau cắt bánh ngọt ngào tình yêu ngày hôm nay. Và có lẽ phải lên xuống hơi khó khăn một chút, nhưng tôi nghĩ rằng mọi khó khăn khác chúng ta đã vượt qua rồi, còn khó khăn lên xuống sân khấu thì chú rể sẽ giúp đỡ cô dâu, đúng không ạ?
sẽ cùng thay trong tay tiếp tục rót lên ly rượu của tháp ly rượu của mình. Và để chúng ta tiếp tục cho những giọt rượu này sẽ chảy mãi trong một tình yêu này hôm nay. Em như những huyền đôi môi em thiên tha thương vâng và tiếp theo xin mời chú rể xin mời cô dâu chúng ta sẽ cùng nâng hai ly rượu sang bên của mình trở về bàn tiệc của mình ạ, trở về vị trí của mình nữa và chúng ta sẽ lên bàn của mình đã rồi ta sẽ tiếp tục một nghi lễ tiếp theo thật ý nghĩa và hạnh phúc. Chú rể sẽ thành đây. Vâng, kính thưa với toàn thể quý vị và toàn thể các bạn thân mến, vừa rồi là các nghi lễ trang trọng tại gia đình chúng tôi ngày hôm nay, đó là phút chú rể đã cùng tay trong tay để cắt những chiếc bánh ngọt ngào yêu thương này, và nghi lễ thứ hai đó là chú rể và cô dâu đã cùng nhau rót ra những chai rượu sâm panh hạnh phúc. Vâng, với một tình cảm yêu thương, một tình cảm mong chờ, và điều hôm nay chúng ta sẽ cùng chờ đợi giây phút chú rể, giây phút cô dâu sẽ cùng đan tay trong tay để mời nhau ly rượu sau buổi hạnh phúc này. Và xin mời chú rể, xin mời cô dâu chúng ta sẽ cùng nâng ly lên ạ. Thưa với toàn thể quý vị và toàn thể các bạn thân mến, chú rể có nói với tôi rằng em như một chén rượu đào, anh chưa nhấp miệng mà lòng đã say. Nếu em là chén rượu cay, anh xin uống cạn để say suốt đời. Và hôm nay chú rể sẽ được say suốt đời với mối tình yêu thương của cô dâu Thùy Linh dành cho hai bạn. Và bây giờ xin mời hai bạn chúng ta sẽ quay mặt lại với nhau đi ạ. Và cùng tay đan cho tay nhẹ nhàng thôi, từ từ thôi, để nhớ về xa, để lưu lại khoảnh khắc tuyệt vời này, khoảnh khắc hạnh phúc này. Mời hạnh phúc trong được hồi bạn và xin mời chú rể, xin mời cô dâu hãy từ từ nào. Xin quý vị một tràng tay thật lớn để chúng ta chúc mừng ạ. Vâng, kính thưa với toàn thể quý vị và toàn thể các bạn thân mến, vừa rồi là các nghi lễ trang trọng và đặc biệt nhất giờ phút này. Chú rể đã mời cô dâu một miếng bánh ngon nhất trong cuộc đời này, và cô dâu chú rể cũng đã cùng chấp nhận môi với ly rượu hạnh phúc để cảm nhận sự nồng nàn của tình yêu, sự nồng nàn của hạnh phúc và sự lâng lâng của một điều hạnh phúc trọn vẹn ngày hôm nay. Và thưa toàn thể quý vị, chắc hẳn rồi trên đôi môi của cô dâu thì đang còn vị ngọt của chiếc bánh kem, trên đôi môi của chú rể thì đang còn đó vị nồng của chén rượu hạnh phúc. Và để cho vị nồng và vị ngọt đó hòa quyện lại với nhau thì chúng ta phải làm thế nào quý vị? Thế khi rằng để cho đôi bạn trẻ sẽ hòa quyện đôi môi đó lại với nhau đúng không ạ? Và xin mời chú rể, xin mời cô dâu, chúng ta sẽ cùng quay lại với nhau để chúng ta làm sao cho vị ngọt của chiếc bánh kem và vị nồng của ly rượu sâm panh đó hòa quyện vào với nhau để chúng ta thưởng thức trọn vẹn đầy đủ hương vị tình yêu, hương vị của cuộc sống ngay đây. Và xin mời chú rể đứng rất giống quân đội nhá. Chú rể thì hoàn thành xuất sắc 2 năm nghĩa vụ, bởi vậy là rất nghiêm trang. Đưa hai tay ra nào. Anh nói nhỏ thôi, hai tay ra, ôm vào cái eo ấy, ôm kéo mạnh vào, kéo mạnh vào. Vâng, mạnh vào, em cứ mạnh dạn vào. Vâng, kéo mạnh vào, quý vị thấy sát nhau chưa ạ? Và tôi có bỏng nào, bác nào mà máu thế. Vâng, tôi vẫn là để quý vị và các bạn là thân mến. Đúng hôm nay tình cảm yêu thương này, đôi môi đó của cô dâu đang còn vị ngọt của chiếc bánh kem của chú rể, đôi môi của chú rể đang còn vị nồng của chai rượu sâm panh. Và để đôi môi đó, vì ngọt đó, vì nông đó hòa quyện lại với nhau thì xin mời chúng rể, xin mời cô dâu sẽ trao cho nhau một hôn yêu thương này. Và thưa toàn thể quý vị, chúng ta vẫn thường hay nói vui hôn nhau thì chẳng có gì khó cả, tự nhiên lòng nó thấy bồi hồi và môi kể mắt nhắm, thế là ta hôn thôi, không có gì khó cả quý vị ạ. Nhưng mà không được cười và cũng không được mở mắt ra, chẳng có mắt trực trực được hôn được đâu. Và ngay trong phút này xin mời chú rể, xin mời cô dâu chúng ta hãy bốn mắt nhìn nhau và sau đó nhắm nhắm lim dim, lim dim ơi, từ 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 lim dim mắt là chưa sao trực trực thế. Vâng, và xin mời những bạn ra đến từ các trung tâm bao cười và pháo đài, chúng ta sẽ lưu lại những khoảnh khắc này. Vâng, xin mời chú rể, xin mời cô dâu hãy thể hiện tình yêu của mình. 1, 2, 3, xin mời. Vâng, xin quý vị một tràng tay lớn để chúng ta chúc mừng ạ. Vâng, xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và tốt tuần thì quý vị chắc rồi, bây giờ chú dâu, cô dâu và chú rể thì sẽ cảm thấy sự ngọt ngào của chiếc bánh kem và ly rượu sâm panh đồng hòa vào với nhau rồi đúng không ạ? Thì chắc hẳn rồi, để hoa quyện và chung nguyên điều đó, chúng ta sẽ được đón nhận những tình cảm yêu thương hơn nữa. Ngoài những tình cảm bằng vật chất thì chúng ta có những tình cảm về tinh thần với những món quà tình yêu sẽ gửi trao cho cô chú rể. Và xin mời chú rể, xin mời cô chúng ta sẽ ngồi xuống bàn tiệc ngày hôm nay để chúng ta đón nhận những tình cảm đến từ gia đình nhà trai, gia đình nhà gái sẽ được gửi trao cho đôi bạn trẻ ngày hôm nay.
cũng ôm vào một chút gần vào chứ đừng có rụt rè thế. Vâng, thưa quý vị và các bạn thân mến, để tiếp nối chương trình hôm nay, thể hiện cho tình cảm yêu thương của gia đình nhà trai dành cho cô dâu chú rể và thể hiện cho sự hiếu khách của Vương Phô Đắm thị trấn Thành Đàng được gửi trao đến gia đình gái cũng như tất cả bạn bè bốn phương đang trở về đây để chúc hạnh phúc cho cô dâu chú rể. Tôi xin vui mừng chào đón đến tất cả quý vị. Chúng ta sẽ trở lại với một chương trình văn nghệ đặc sắc để chúng ta chúc hạnh phúc cho chú rể Văn Phúc và cô dâu Thủy Linh ngày hôm nay. Và tôi xin được chào đón và xin được kính mời tiếng hát lời ca đến từ anh Duy Định, đại diện cho đơn vị gia đình nhà trai sẽ để trở về sân khấu gửi trao đến cô dâu chú rể một món quà tình yêu của mình. Xin được kính mời anh. Và trước phút chuyển đời thưởng thức lời ca, xin mời quý vị hãy tự nhiên mời trà, mời nước, mời rượu hồng của gia đình chúng tôi và chúng ta cùng chúc cho nhau những lời chúc ngọt ngào nhất, lời chúc yêu thương nhất để chúng ta tiếp tục thưởng thức và đón nhận nhiều hơn nữa những kỳ lễ trang trọng tiếp theo của buổi lễ đại hôn ngày hôm nay ạ. Vâng, lời đầu tiên Duy Định xin gửi lời chúc tới ông cô bà cô chú anh chị và các bạn thanh niên nam nữ gần xa trong hôn trường cưới ngày hôm nay một lời chúc sức khỏe và một lời chào thân thương nhất ạ. Và hôm nay là ngày vui của em Văn Phúc và Thủy Linh thì anh nhân đây dành chúc cho hai em trăm năm hạnh phúc. Và hôm nay sau buổi sáng ngày hôm nay cho gửi tới hôn trường một ca khúc đã mang tên Ngày Xuân Vui Cưới. Xin quý vị hôn trường nhớ một tràng vỗ tay thật to đấy ạ. Vui quá xa là vui nhà trai.
nhau để trò chơi trong sương say ngày mai, tương lai chung một đường đời, cho nhau niềm vui niềm tình yêu sáng ngời, cho nhau môi mặn nước nồng, cho nhau nụ hồng còn chi nguyện với vơi, gắn nắm cho đời một tin mừng, con tim đầu lòng là một bé trai thật là rất nhiều ạ. Vâng, xin cảm ơn tiếng hát của bác dự định rất là nhiều, với một tình cảm yêu thương, một tình cảm ngọt ngào và một ca khúc thật yêu ý nghĩa đã được gửi trao đến cô chú rể, gửi trao đến toàn thể quý vị và các bạn trong buổi đại lễ ngày hôm nay. Và thưa toàn thể quý vị, đó là một món quà về tinh thần. Và ngay phút này đây chúng ta sẽ đón nhận các món quà về vật chất, dẫu dù nhỏ bé thôi, nhưng các bà, các mẹ, các anh chị bên gia đình nhà trai rất là nhiều ngày gửi vào đó sự yêu thương, sự che chở và sự hạnh phúc. Và chúng tôi xin được kính mời chủ rể, xin được kính mời cô dâu, chúng ta tiếp tục khởi thân đứng dậy để chúng ta đón nhận những tình cảm đến từ gia đình nhà trai sẽ được gửi trao đến cô dâu chú rể trong ngày hôm nay. Vâng, vừa thưa toàn thể quý vị và các bạn thân mến, món quà đầu tiên sẽ được gửi trao cho đôi bạn trẻ. Tôi xin được trân trọng kính mời bố mẹ của chú rể sẽ cùng trở về sân khấu để gửi trao món quà tình yêu cho hai con trong ngày hôm nay. Xin được kính mời hai bác ạ. Bà dỗ vậy. Vâng, kính thưa với toàn thể quý vị và toàn thể các bạn thân mến, những người làm cha làm mẹ đều cho chúng ta những món quà yêu thương, và những người làm cha làm mẹ đều cho chúng ta hai món quà lớn lao nhất. Món quà đầu tiên là được cho chúng ta được sinh ra, được học tập, được lớn lên, được trưởng thành trên cõi đời này. Và món quà thứ hai là món quà hôm nay được gửi trao đến hai con để minh chứng những sự trưởng thành, sự lớn khôn, và để cho hai con sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, một tương lai mới và một sự hy vọng mới. Và hôm nay tình cảm của những người làm cha làm mẹ đang được gửi trao đến cô dâu chú rể, và xin mời bố cô chú rể chúng ta sẽ tiếp tục trở về sân khấu cùng gửi trao món quà yêu thương đến hai con ngày hôm nay. Và đặc biệt nhất chúng ta sẽ lưu lại một khoảnh khắc thật thiêng liêng và ý nghĩa tại sân khấu nhỏ này. Vâng, xin mời bố chú rể sẽ cùng lên sân khấu đã. Và chúng ta sẽ cùng lên để chúng ta cùng chụp ảnh lưu niệm luôn với chú rể của cô dâu trong ngày hôm nay. Và có vẻ như là đối tượng sẽ làm ông nội chính thức, bởi vậy còn hơi run. Chúc mọi khi anh em họ hàng mà có việc thì ông rất là nhiệt tình và rất sâu sáo. Hôm nay đến nhà mình thì có vẻ mà hơi run một chút. Và hôm nay đây với đầy đủ gia đình trai, đặc biệt bố mẹ của chú rể, hai bác đang đứng ngay đây với mái tóc đất điểm bạc, đôi vai lưng đã còng rồi, và hôm nay đã có người con dâu về sinh cùng mẹ cùng cha để lo công việc nội bộ nội tổng gia đình mình, và sẽ có người sớm nâng khăn sủ gối cho tình cảm yêu thương và dành cho cha cho mẹ với những ngày hạnh phúc sau này ạ. Một món quà của người mẹ sẽ được gửi trao đến cô dâu ngày mai. Và sau món quà hạnh phúc của bố mẹ chú rể sẽ đến món quà của và sẽ trở về sân khấu để gửi trao đến món quà cho hai em. Xin được kính mời anh chị. Vâng, với gia đình nhà trai thì có anh chị em Duân và chị Hạnh đã đi xây dựng gia đình tại quê hương, cũng là ở thị trấn Cây Nàng mình, và hôm nay ngày phúc của hai em thì đã trở về đây để gửi trao những món quà yêu thương, những món quà hạnh phúc đến hai em, và chúc cho các em được trăm năm hạnh phúc. Xin cảm ơn chị rất là nhiều, chúc anh chị thật nhiều hạnh phúc và thật nhiều tình cảm yêu thương dành cho các em của mình.
Và tiếp theo tôi xin được kính mời món quà của anh Sơn và cậu Mười sẽ cùng trở về sân khấu để trao quà cho hai cháu ngày hôm nay. Xin được kính mời. Và xin được kính mời món quà đến từ gia đình nhà cậu Mười và anh Sơn ạ. Rồi do sắp xếp đây trao quà cũng khá là đông, bởi vậy để cho kịp thời gian hai gia đình chúng ta còn tọa đàm bữa cơm trưa, thì xin rất mong quý vị chúng ta sẽ sắp xếp công việc của mình để trở về ở kịp thời gian của thứ ngày hôm nay. Xin được kính mời hôm nay trở về sân khấu đó là cậu của chú rể sẽ được gửi trao đến hai cháu ngày hôm nay một món quà tình yêu này. Rất là nhiều. Vâng, và tiếp theo món quà hạnh phúc tôi xin được gửi kính mời hai bác của chú rể. Bây giờ thì anh Sơn xin về chưa? Anh Sơn đâu rồi? Đây là mẹ anh Sơn nhưng không phải anh Sơn. Vâng, xin mời thím lên trở về sân khấu để gửi trao món quà đến hai cháu ngày hôm nay. Hôm nay trở về sân khấu gửi trao đến cô dâu chú rể, đó là Yến Cửa Sơn đang gửi trao đến món quà yêu thương cho hai cháu ngày hôm nay. Và xin cầu thím rất là nhiều, chúc tất cả gia đình chú thím thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và luôn yêu thương các con. Và tiếp theo tôi xin được trân trọng kính mời món quà đến từ gia đình nhà bác Trung và bác Bình sẽ cùng trở về sân khấu để gửi trao món quà cho hai cháu ngày hôm nay. Xin được kính mời gia đình hai bác. Vâng, và sau món quà của bác ơi Trung và bác Bình sẽ đến món quà của anh Sinh Tuấn và dì Nhung chuẩn bị. Xin bác chúng ta đứng gần vào để chúng ta chụp ảnh lưu niệm với hai cháu ngày hôm nay. Vâng, chúc hai bác rất là nhiều, chúc hai bác được nhiều sức khỏe và luôn yêu thương hai con của mình. Vâng, xin được trân trọng kính mời món quà tiếp theo đến từ anh Sinh, anh Tuấn và dì Nhung sẽ cùng trở về sân khấu để trao quà cho em và cháu ngày hôm nay. Do công việc anh Sinh, anh Tuấn không kịp trở về sân khấu thì đại diện đó là bố mẹ đang gửi chào thay cho anh hai anh đến cô dâu chú rể trong ngày hôm nay. Xin được cảm ơn anh chị Tuấn rất là nhiều và xin mời dì Nhung sẽ gửi chào món quà yêu thương đến chú dâu của mình. Vâng, xin cảm ơn gia đình mình rất là nhiều ạ. Và tiếp theo tôi xin được trân trọng kính mời món quà gia đình nhà chú Cò Thanh và cháu Huy sẽ cùng trở về sân khấu để trao quà cho cháu và cho anh ngày hôm nay. Xin được kính mời ạ. Vâng, xin mời chú Cò Thanh và cháu Huy. Vẫn liên tục món quà sẽ được gửi trao đến cô dâu chú rể. Và trong số phút này xin được kính mời toàn thể quý vị hãy tự nhiên mời trà, mời nước mời rượu với gia đình chúng tôi và chúng ta liên tục để chờ đợi những tình cảm yêu thương gửi những món quà đang được gửi trao đến đôi bạn trẻ. Mặc dù xét về vật chất thì nhỏ bé thưa quý vị, nhưng về tình cảm thì gia đình chúng ta gửi vào đó sự yêu thương, sự hạnh phúc và sự che chở cho hai con ngày hôm nay. Vâng, xin cảm ơn chú và cháu rất là nhiều. Và tiếp theo món quà hạnh phúc xin được kính mời em Bằng sẽ đi trở về sân khấu để gửi trao món quà hạnh phúc cho cô dâu chú rể. Xin kính mời em Bằng. Vâng, mà có vẻ như em Bằng không có ở nhà và mẹ em Bằng sẽ trở về sân khấu để thay anh. Thế em sẽ gửi sao đến anh chị một món quà tình yêu của mình. Xin mời Thím Trầm Linh.
Ê, tí mày. Rồi, món quà đang gửi trao đến cô dâu đó là món quà của em Bằng, em trai của chú rể, đang được gửi trao đến ngày hôm nay đó là đại diện cho em Bằng, đó là mẹ của em Bằng đang gửi những tình cảm hạnh phúc đến cô dâu chú rể hôm nay. Xin cảm ơn Thím rất là nhiều và cảm ơn em Bằng rất là nhiều. Chúc chú Thím và em thật nhiều sức khỏe, gia đình hạnh phúc, công việc thuận lợi. Bước vừa rồi thưa quý vị và các bạn thân mến, với tình cảm nồng nàn của gia đình nhà trai đã được gửi trao đến cô dâu chú rể, thì ngày hôm nay với sự vinh dự, sự hiện diện của quan viên gia đình nhà gái, ngoài những tình cảm yêu thương và những tình cảm hạnh phúc, chúng ta còn vui mừng được đón nhận những tình cảm gửi trao đến cô dâu chú rể trong đại lễ thành hôn ngày hôm nay và trở về sân khấu một món quà rất đặc biệt và một người ông cũng khá là đặc biệt, đó là ông nội của cô dâu sẽ trở về sân khấu gửi trao món quà hạnh phúc đến cho hai cháu ngày hôm nay. Cháu xin được kính mời ông nội của cô dâu ạ. Vâng, thưa quý vị và các bạn thân mến, đã đứng cạnh tôi đây là ông nội của cô dâu. Hôm nay một tình cảm rất thiêng liêng và rất hạnh phúc và cũng cảm thấy rất xúc động. Hôm nay ông cũng đã được gỡ mưa lớn lao để cháu gái của mình đã có một nơi được gửi trao yêu thương, một gửi trao hạnh phúc. Và hôm nay dẫu rằng tuổi đã cao, sức cũng đã yếu nhưng ông đã trở về đây để gửi trao đến cháu gái của mình một món quà yêu thương. Và đã đứng cạnh cô dâu, đó là anh trai của cô dâu, anh trai ruột đấy ạ. Với tình cảm của gia đình nhà gái đang được gửi trao đến cô dâu chú rể trong ngày hôm nay, ông đứng gần vào một chút nữa để chúng ta dạ, để chúng ta lưu lại một khoảnh khắc này tại gia đình chúng ta ngày hôm nay. Và xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta chúc ông sức khỏe và chúc gia đình thật nhiều hạnh phúc nhá. Xin cảm ơn ông rất là nhiều, chúc ông thật nhiều sức khỏe ông nhá. Vâng, xin cảm ơn ông và anh trai rất là nhiều, chúc ông thật nhiều sức khỏe, anh trai thật nhiều tình cảm. Và thưa toàn thể quý vị và toàn thể các bạn thân mến, và tiếp theo chương trình hôm nay tôi xin được chào đón và xin được kính mời hai chú ruột của cô dâu, đó là chú Quốc và chú Hỏi sẽ được trở về sân khấu gửi trao món quà tình yêu đến hai cháu ngày hôm nay. Xin được kính mời hai chú ạ. Vâng, xin mời hai chú được trở lên khấu để gửi trao những tình cảm yêu thương đến hai cháu của mình. Vâng, xin mời hai chú ta đứng gần vào một chút nữa để chúng ta chụp ảnh lưu niệm. Chúng ta cùng nhìn về ống kính máy quay của ban tổ chức hôm nay để chúng ta được lưu lại những tình cảm này. Xin cảm ơn hai chú rất là nhiều, cho hai chú rất nhiều sức khỏe, gia đình hạnh phúc. Và tiếp theo tôi xin được chào đón và xin được kính mời món quà đến từ gia đình nhà bác Dinh và gia đình nhà cô Uôn sẽ trở sân khấu để gửi trao món quà đến hai cháu ngày hôm nay. Xin được kính mời bác và cô ạ. Mặc dù hôm nay thì thời tiết khá là mưa, đường đi lối lại có phần khó khăn một chút. Tôi rất mong các bác các anh chị chúng ta cố gắng và thông cảm cho gia đình nhà trai hôm nay. Vâng, sau món quà của bác Dinh và cô Uôn, bác gia đình nhà bác Hiểm và chị Dung chuẩn bị. Vâng, xin cảm ơn bác và cô rất là nhiều, chúc bác và cô thật nhiều sức khỏe. Và tiếp theo tôi sẽ được kính mời món quà đến từ gia đình nhà bác Hiểm và gia đình nhà chị Dung sẽ trở về sân khấu để gửi trao tình cảm yêu thương đến cô dâu chú rể ngày hôm nay. Và sau món quà của bác Hiểm và chị Dung đến món quà của chị Tuyết Thị và anh Hiếu chuẩn bị.
một cái hôm thật yêu thương đến với chú gái của mình ngày hôm nay. Vâng, xin cảm ơn bác và chị rất là nhiều. Chúc bác và chị thật nhiều sức khỏe và gia đình hạnh phúc. Xin cảm ơn bác và chị rất nhiều ạ. Và tiếp theo món quà xin được kính mời chị Tuyết Tỷ và anh Hiếu ý. Anh Hiếu sẽ trở về sân khấu để gửi trao món quà đến hai em ngày hôm nay. Và sau món quà của chị Tuyết Tỷ và anh Hiếu đến món quà của em Ngọc và cháu Quỳnh Lưu chuẩn bị. Vâng, sẽ còn nhiều và rất nhiều những món quà đến từ gia đình nhà gái sẽ được gửi trao đến cô dâu và chú rể trong ngày hôm nay. Để về trong giờ phút này, xin mời quý vị hãy tự nhiên với chén trà, chén nước, chén dầu của chúng tôi ngày hôm nay để chúng ta tiếp tục được chúc mừng và được đón nhận những tình cảm đến từ gia đình nhà gái sẽ được gửi trao ngày hôm nay ạ. Chị và rất là nhiều. Và xin mời em Ngọc và em và cháu Quỳnh Lưu sẽ cùng trở về sân khấu để trao quà cho anh chị ngày hôm nay. Và sau món quà của em Ngọc và cháu Quỳnh Lưu đến món quà của em Nghi và em Huyền. Em Huyền Mon đã chuẩn bị. Vâng, xin cảm ơn cháu và xin cảm ơn em rất là nhiều. Chúc em thật nhiều sức khỏe và mãi xinh đẹp. Tiếp theo món quà đến ngày hôm nay xin được kính mời em Nghi và em chị Huyền Mon sẽ trở về sân khấu để gửi trao món quà đến cô chú rể ngày hôm nay. Và sau món quà của em Nghi và chị Huyền Mon sẽ đến nữa. Món quà của em Huy và cô Nguyên chuẩn bị. Cảm ơn em và chị rất là nhiều. Và tiếp theo xin được kính mời em Huy và cô Nguyên sẽ trở về sân khấu để trao quà cho cô dâu chú rể. Xin được kính mời. Vâng, mà chúng ta đang chuẩn bị món quà đến từ em Huy và cô Uyên sẽ đang gửi trao đến cô dâu chú rể trong hôm nay. Một lần nữa xin cảm ơn em và xin cảm ơn cô rất là nhiều. Chúc em và cô thật nhiều sức khỏe, gia đình hạnh phúc, công việc thuận lợi. Và tiếp theo món quà tôi sẽ được dẫn đầu cái mời đến chị Quyên và chú Phi sẽ cùng trở về sân khấu để gửi trao món quà yêu thương đến hai cháu của mình ngày hôm nay. Xin được kính mời. Vâng, xin mời bà và chị sẽ cùng trao quà cho cô dâu chú rể hôm nay. Chào đến cô chú rể và rất thân thiện quý vị và các bạn thân mến. Tiếp tục món quà tình yêu nữa đến từ gia đình nhà gái, đó là món quà của em Diệp sẽ được trở về sân khấu để gửi trao cho cô chú rể. Xin được kính mời em được trở về sân khấu ngày hôm nay.
vâng, xin cảm ơn em Diệp rất là nhiều. Chúc em thật nhiều sức khỏe và mãi xinh đẹp. Và thứ tuần tỷ của vị và các bạn là thân mến, ngay giờ phút này đây, tôi muốn cô dâu hãy xòe nam và hai bàn tay của mình lên. Và xin mời chú rể cũng xòe hai bàn tay của mình lên để cho những bạn già được lưu lại những tình cảm yêu thương, những tình cảm hạnh phúc của gia đình nhà trai, gia đình nhà gái đã gửi trao đến đôi bạn trẻ trong ngày hôm nay. Xin được cảm ơn và xin được chúc mừng tình cảm của hai gia đình ạ. Vâng, và thưa toàn thể quý vị và các bạn là thân mến, vừa rồi là những món quà tình yêu của gia đình nhà trai, gia đình nhà gái đã được gửi trao đến cô cháu chú rể. Không biết rằng tại quý vị có những ai chúng tôi chưa được vinh danh, chưa được nêu tên để trở về sân khấu trao quà cho cô cháu chú rể không ạ? Vâng, nếu mà những ai chưa có thì hãy báo lại cho ban tổ chức để chúng tôi được kính mời và được vinh danh để trở về sân khấu ngày hôm nay. Và thưa toàn thể quý vị và các bạn là thân mến, vừa rồi là những tình cảm yêu thương, những tình cảm hạnh phúc của tất cả quý vị để dành cho con trẻ của gia đình chúng ta ngày hôm nay. Và chắc hẳn rồi, với những tình cảm về vật chất thì bên gia đình nhà gái đã gửi trao. Chúng tôi ngay bây giờ đây muốn một món quà về tinh thần của gia đình nhà gái sẽ trở về sân khấu với chúng tôi. Và trước khi đón nhận món quà đến từ gia đình nhà gái, xin mời chú rể, xin mời cô dâu chúng ta sẽ tiếp tục ngồi xuống trên ghế của mình ngày hôm nay. Vâng, mời thưa toàn thể quý vị và toàn thể các bạn thân mến. Vâng, với những tình cảm yêu thương gia đình nhà trai, gia đình nhà gái đã gửi trao một danh sách khá dài. Với những món quà yêu thương thì chúng ta không thể kể bằng giá trị vật chất, chúng ta đã gửi về đó sự yêu thương, sự che chở, sự hạnh phúc của hai gia đình. Và chúng tôi rất mong một lời ca tiếng hát đến từ quyền gia đình nhà gái sẽ trở về sân khấu giao lưu văn nghệ của chúng tôi trong buổi chương trình hôm nay. Vậy có được không ạ? Vâng, xin kính mời một tiếng hát đến từ gia đình nhà gái được không ạ? Xin quý vị cho một tràng pháo tay lớn để chúng ta đón nhận một tình cảm đến từ gia đình nhà gái được không ạ? Tôi xin được kính mời một tiếng hát và lời ca đến từ gia đình nhà gái. Và thưa quý vị, nếu chị nào, bạn nào mà không hát được đàn thì chúng ta sẽ kết nối điện thoại với ban tổ chức để chúng ta có thể thể hiện ca khúc của mình ở ưng ý nhất. Xin được kính mời. Có một chị gái đến từ quê gia đình nhà gái trở về sân khấu hôm nay. Xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn đúng không ạ? Và tôi đề nghị anh bên bếp vỗ tay thế nào? Anh bên bếp vỗ tay cái. Cảm ơn rất là nhiều. Vâng, và chúng ta sẽ đón nhận lời giới thiệu đến từ chị gái của gia đình nhà gái hôm nay. Xin mời chị. Lời đầu tiên cho phép tôi xin được gửi lời chào tới quan viên hai họ cùng toàn thể quý vị khách quý có mặt trong buổi thành hôn của hai em Văn Phúc và Thùy Linh ngày hôm nay ạ. Đến với buổi lễ ngày hôm nay thì xin được mạn phép thay lời gửi lời thay lời bên đoàn gia đình nhà gái chúng tôi xin được gửi lời chúc tới đại gia đình nhà trai và toàn thể quý vị khách quý một buổi buổi lễ thành công tốt đẹp và chúc cho hai bên gia đình thông gia một lời chúc sức khỏe. Sau đây thì tôi xin được gửi tới để đáp trả lại tình cảm của đoàn gia đình nhà trai, đoàn gia đình nhà gái chúng tôi xin được gửi tới toàn thể mọi người một ca khúc có tựa đề là Chiến Bắc Tình Yêu. Chỉ cùng
xin cảm ơn em gái rất là nhiều đến từ quyền gia đình nhà gái đã gửi bài hát rất hay đúng không ạ? Và những chàng pháo tay của tất cả quý vị đã thực hiện cho điều đó đúng không? Một lần nữa xin cảm ơn em rất là nhiều, chúc em thật nhiều sức khỏe và dòng ca mỗi ngày một hay hơn nữa và góp vui rất nhiều đôi bạn trẻ hơn nữa. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị và toàn thể các bạn thân mến, với các nghi lễ trang trọng và các thông tin yêu thương đã gửi trao đến cô dâu chú rể, các món quà tình yêu bằng vật chất và cả tinh thần đã được gửi trao cho cô dâu chú rể ngày hôm nay, cũng đã những tình cảm yêu thương đó đã trọn vẹn trong một buổi đại lễ thiêng của cô dâu chú rể. Và để tránh kịp thời gian của gia đình nhà trai, gia đình nhà gái, chúng ta sẽ bàn đàm bữa cơm trưa để ta được gửi trao những tình cảm, những sự yêu thương tiếp theo của gia đình nhà trai và gia đình nhà gái trong buổi đại lễ thiêng ngày hôm nay. Những người làm chương trình bên gia đình nhà trai chúng tôi xin phép được khép lại chương trình đại lễ thiêng của cô dâu chú rể và xin được kính mời chú rể, xin được kính mời cô dâu, chúng ta cùng nhau đứng dậy để một lần nữa gửi đến tất cả quý vị một cái cúi đầu yêu thương, một cái cúi đầu trân trọng để tôi được cảm ơn, được ghi nhận những tình cảm tất cả quý vị đã dành cho chúng tôi trong đại lễ thiêng hôm nay. Và xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn nữa để chúng ta chúc mừng. Và xin được phép ban tổ chức cho gia đình nhà trai, gia đình nhà gái chúng ta sẽ trở về sân khấu để chúng ta lưu lại những khoảnh khắc thiêng liêng hạnh phúc tại sân khấu gia đình chúng tôi ngày hôm nay. Và một lần nữa thay lời cho ban tổ chức và thay lời cho gia đình nhà trai, xin được kính mời toàn thể quan viên gia đình nhà gái, bạn bè của cô dâu chú rể, như tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng tham quan gia đình và sau đó đã lại dùng bữa cơm thân mật với tôi trong buổi trưa ngày hôm nay. Và giúp đỡ đây xin được kính mời gia đình nhà trai, gia đình nhà gái chúng ta chỉnh chu trang phục của mình để trở về sân khấu để chúng ta chúc ảnh lưu niệm với cô dâu chú rể. Xin được kính mời ạ.